Duy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một thông tin cực nóng mà ban biên tập của chúng tôi vừa mới cập nhật được, phát hiện chấn động trong số tài khoản mà anh Ất Hiểm là kêu gọi ủng hộ cho bác sĩ Khoa. Thưa quý vị, trong buổi livestream mới đây nhất của cô siêu Nguyễn Phương Hằng cùng với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, anh nông dân và thầy Jimmy Huỳnh cho biết giờ đây không cần anh Ất Hiểm phải sao kê tài khoản anh kêu gọi 20 năm qua mà anh đã làm từ thiện, mà anh chỉ cần là sao kê minh bạch, yêu cầu công an, viện kiểm soát, kiểm toán viên Mạnh Thường Quân đã ủng hộ vào cuộc sao kê minh bạch số tài khoản anh đã kêu gọi ủng hộ cho bác sĩ Khoa. Đây là một sự việc gần nhất. Nếu anh minh bạch thì anh sợ gì mà anh không dám sao kê, hay là anh lại chơi bài chuồn tẩu tán? Khoa báo có, chuyện cho cha cho mẹ để Hồng lấp liếm, để có thể xem xét số tiền của mình đã đi đâu về đâu, làm được gì và đã được giải ngân hay chưa, vẫn còn nằm chi chây ì trong số tài khoản của anh Ất Hiểm như cô Phương Hằng đã mơ hay không? Hay là anh lại học hỏi là hề linh, là ngâm tiền và nuốt luôn? Vì như quý vị đã biết, hành vi mà bác sĩ Khoa rút ống thở đã được các cơ quan chức năng, các cơ quan nhà nước xác nhận rằng hành vi này là sai và chưa giải quyết dứt điểm, mới chỉ có 50% của vấn đề là hành vi sai. Vậy còn khoản tiền khổng lồ đó, nó đã đi đâu về đâu hả anh Ất Hiểm? Và nó có còn tồn tại hay là không? Và tồn tại bao nhiêu thì tôi và quý vị chưa thấy. Có lẽ anh Nguyễn Ức Hiểm và những người làm với cơ quan báo chí, một người nào đó trong cơ quan chính quyền nhà nước bỏ qua cái việc này, mà ở đây chính là thành phố Hồ Chí Minh, một cái sai sót cực kỳ lớn vì nó đã vi phạm pháp luật của hình sự. Tại vì sao? Nguyên tắc của pháp luật hình sự là không bỏ lọt tội phạm. Chúng ta yêu cầu công an thành phố Hồ Chí Minh cần phải làm mọi vấn đề phải thực sự được sáng tỏ, xử lý triệt để vấn đề này. Và thưa quý vị có đồng tình với quan điểm của Thùy Linh không ạ? Không cần anh Ất Hiểm là phải là sao kê những cái tài khoản anh kêu gọi những năm trước, mà chỉ cần là anh sao kê cái tài khoản anh kêu gọi cho bác sĩ Khoa thì cũng đã đủ sáng tỏ nếu anh là một người trong sạch, là hành vi, hành động gần nhất của anh. Và thưa quý vị, một thông tin cực kỳ chấn động nữa là vụ việc bác sĩ Khoa này đã có 2-3 nhân vật bị điều tra hình sự, nhưng mà đến cái tên của anh Ất Hiểm thì bị khựng lại và cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ sót những thành phần cộng cán của tội phạm, vi phạm nghiêm trọng quy tắc của luật hình sự. Và quý vị thân mến, như chúng tôi đã thông tin đến quý vị là sự việc này là điều tra viên công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra ra rồi mà có kết quả ăn chặn luôn rồi nha quý vị. Nhưng mà không biết rồi kết quả đó và cái kết luận đó đi đâu về đâu, và mọi chuyện nó êm xuôi và nó chìm đối với một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Đây là một sự bao che chung chi trong sự việc này, và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin sự việc này cho quý vị khi có những thông tin mới nhất. Quý vị thân mến, người giữa đêm đăng tin cô Hằng ảo tưởng, tiễn cô Hằng thêm một đoạn đường là ai? Những ngày này, doanh nhân CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn là một nhân vật chiếm spotlight nhiều nhất trên mạng xã hội. Chỉ cần mở Facebook, YouTube hay là TikTok lên là đảm bảo với bạn, bạn sẽ thấy 7749 những dòng tin hay đoạn clip cực kỳ hay về nữ đại gia này. Trong buổi tối ngày 22 tháng 3 vừa qua, cô doanh nhân CEO Nguyễn Phương Hằng cũng đã tổ chức một buổi livestream với sự có mặt của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và anh nông dân và thầy Jimmy Huỳnh, giáo viên Anh Văn. Buổi livestream xoay quanh nhiều câu chuyện được phân tích theo nhiều chiều hướng và nêu quan điểm cũng có, về luật pháp cũng có. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như là không có một tài khoản tích xanh đăng tải một bài viết được cho là liên quan đến cô Hằng. Và trong khoảng thời gian buổi livestream vẫn đang diễn ra, tài khoản đăng tải bài viết này có tên là Đặng Như Quỳnh. Nội dung bài viết của người này như sau: chị Hằng đã vượt lần ranh đỏ cuối cùng, chắc tưởng là mình là vua chúa thì phải, tiễn chị Trăng rằm lên thêm đoạn đường, khả năng cao chị Trăng lại muốn gỡ cho Hiền Hồ. Chưa hiểu ý của người này muốn nói đến ở đây là gì, và người này có quen biết với cô Hằng hay là không, hay chỉ như một số người khác không liên quan nhưng vẫn ở đâu đó muốn tham gia vào drama này để câu view bất chấp lý do. Tuy nhiên khi tìm kiếm trên trang mạng thì chúng ta có thể thấy có một số bài viết về người này, thậm chí còn có thông tin người này đã từng bị công an mới lên làm việc vì đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Theo đó, vào tháng 2 năm 2020,
Đến nay, Facebook Đặng Như Quỳnh đã đăng tải gần 300 bài viết chưa được kiểm chứng, sai sự thật về dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước. Trung bình, mỗi bài viết có từ vài trăm cho đến vài nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận, đã trở thành điểm nóng, nguồn phát tán thông tin thất thiệt, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Cục An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tiến hành làm việc với là chủ Facebook Đặng Như Quỳnh, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để làm rõ hành vi này. Tại cơ quan an ninh, Đặng Như Quỳnh khai nhận đã thu thập thông tin nóng về tình hình dịch bệnh từ nhiều nguồn, chưa được kiểm chứng, sau đó chỉnh sửa lồng ghép quan điểm cá nhân, tạo thành tin thất thiệt. Một số bài viết kèm theo những ảnh văn bản của các cơ quan chức năng khi chưa được công bố chính thức về thông tin người nhiễm COVID-19 hoặc cần đưa vào viện và diện cách ly làm ảnh hưởng đến công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương, khiến người dân hoang mang và phải sơ tán, chuyển chỗ ở và tích trữ lương thực gây mất an ninh trật tự, trong đó có thông tin cách ly tầng 38 tòa là chung cư 1A, khu chung cư Linh Đàm. Và Đặng Như Quỳnh đã phải gỡ bỏ 216 bài viết với nội dung là đưa thông tin chưa được kiểm chứng, bài viết có bình luận với nội dung xuyên tạc, đưa thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, cũng trong buổi livestream trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng và một số khách mời gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, thầy Jimmy Huỳnh và anh nông dân, cùng với những chủ đề lần lượt họ đã có những chia sẻ về một chủ đề cũng khá là nóng trong buổi là thể thao rất là đặc biệt tại trường đua Đại Nam vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Theo MC của chương trình thì trước đây ở trường đua Đại Nam luôn có các cuộc đua mô tô, đua ngựa, đua chó và việc đặt tên cho chó ngựa ở trường đua Đại Nam luôn là mọi việc thu hút dành cho tất cả quý khán thính giả vì khi nghe tên người ta sẽ rất là hào hứng và rất là cổ vũ. Bởi vì khi nghe một cái tên quen thuộc là đặt cho là chó đua ngựa đua mà mình ủng hộ thì người ta sẽ hào hứng và người ta sẽ có tinh thần để xem cái suất biểu diễn hơn. Đây chính là cái sự thu hút của trường đua Đại Nam và đặc thù của trường đua Đại Nam là như vậy. Tuy nhiên sau khi chương trình diễn ra vào thứ Bảy thì báo Tuổi Trẻ đã có bài đăng đó là giao lưu ở Đại Nam lấy tên người đặt cho chó, ngựa có phạm luật hay không. Đây là một tiêu đề của bài báo này và MC đã đặt cùng với một câu hỏi cho thầy Đặng Anh Quân, thầy Jimmy Huỳnh và anh nông dân là mỗi người sẽ bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Bởi vì bản chất tiêu đề của ban pháp luật cũng là một câu hỏi, thầy Jimmy Huỳnh đã đưa ra quan điểm của mình. Thầy cho biết bản thân là một thầy giáo dạy anh văn, sau đó chuyển khoa học về quản trị kinh doanh và thầy Jimmy Huỳnh, thầy quan tâm về vấn đề văn hóa xã hội đạo đức. Do đó, thầy Jimmy nhìn nhận vấn đề này về góc độ, về cái công bằng của xã hội, về vấn đề đạo đức được đặt ra, văn hóa nó như thế nào. Thầy Jimmy nói, và cái câu chuyện của tờ báo Tuổi Trẻ hôm nay, cách đây 2 ngày họ đã đăng như thế nào thì nó nhằm mục đích gì và nó có giúp ích được gì cho bạn đọc hay không? Bản thân tôi là cái người đọc báo, khi tôi đọc cái bài báo này xong, tôi có một cái cảm giác là nó giống như là nghiêng hẳn về một phía, nó nghiêng hẳn luôn chứ không phải là nghiêng một bên đâu quý vị. Thì thầy Jimmy thì thầy chỉ quan tâm đến ý kiến của một số người luật sư. Khi đọc ý kiến của một số luật sư tôi cảm thấy rất là buồn cười. Bây giờ tôi xin hỏi các anh các chị như thế này. Đây là cái khu nhà của chị Hằng. Nếu như chị Hằng không thích tôi đứng gần nhà chị Hằng, không cho tôi thở thì anh chị nghĩ sao? Chị Hằng nói, không khí ở đây thuộc về tôi. Như vậy, không cho tôi thở, không có oxy, tôi chết như vậy. Thì ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ là thành quả của nhân loại, là thành quả của tiến hóa của nhân loại, là ngôn ngữ chung ở Việt Nam này. Việt ngữ không thuộc về một ai cả. Tôi đọc bài báo ý kiến của luật sư, tôi nghĩ là cái từ là Đức Hiển, Vi Oanh và ba cái danh từ này nó được là xác nhận thuộc về ba đối tượng. Tôi đi tìm trong cái ba cái từ điển và cái từ này nó không được đăng ký thuộc về ai hay là chưa. Và anh luật sư đã đặt ra câu hỏi tại sao không đặt tên cho chó đua là Hồng Quýt Cam Bưởi. Bởi vì tôi đi tìm là Bách Khoa Toàn Thư, vừa đóng vừa mở, tôi thấy không có bất cứ tài liệu nào hay một cái công trình nào, nghiên cứu nào cho rằng bốn cái tên này là đặt cho nhân vật nuôi hay là thú cưng. Bài báo này ghi là đại diện, như vậy thì tất cả những người ở trong cái Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đối với họ đều là đại diện hết. Ý kiến của bài báo pháp luật ngày hôm nay có phải là ý kiến của một chị là lao công hay là một anh bảo vệ hay là không? Còn chia sẻ về khía cạnh pháp luật thì theo thầy tiến sĩ luật Đặng Anh Quân cũng đã đưa ra quan điểm bên cạnh những dẫn chứng là sắc bén phản biện lại ý kiến của hai luật sư trong bài báo này như sau. Chắc chắn chúng ta phải khẳng định là không có cái quy định nào cấm trong vấn đề đặt tên
người hay là đặt tên cho gia súc gia cầm hoặc là vật nuôi của mình cả. Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là gì? Trong cái buổi mà mở lại trường đua Đại Nam và tổ chức đua thì rõ ràng những cái mà chú thú cưng được đặt tên là gì? Ngựa, chó là Honey, Đức Hiển đã định danh rất là rõ ràng. Trong khi cái bài báo này dẫn với tiêu đề là đã vừa nói, đáng chú ý trong chương trình có tiết mục đua chó đua ngựa, tuy nhiên các loài chó đua ngựa đua được đặt tên theo những người đang có mâu thuẫn như nhà báo là Đức Hiển, nhà báo Henny và ca sĩ Vi Nổ. Những con ngựa, con chó này nó đâu phải là người nhà báo Đức Hiển hay là chó nhà báo Henny hay là ngựa hay là chó của ca sĩ Vi Nổ đâu, mà từ chính cái người viết bài báo này đã nói lên cái điều đó và thừa nhận cái điều đó. Chứ người ta không có đọc là Henny hay là chó của nhà Henny hay là ngựa của nhà Đức Hiển hay là vân vân. Người ta không có nói chó nhà báo này hay là người này người kia cả, ca sĩ Vi Nổ cả. Và ngay từ chính cái người viết bài báo này đã nói lên cái điều đó, thừa nhận cái điều đó. MC đã đọc là chó đua, ngựa đua rất là rõ ràng, cộng thêm với tên. Đặt tên như vậy là vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục nước ta. Và đồng chí luật sư này lại đưa ra cái quy định pháp luật rất là vui. Duyên ở chỗ lại là lấy cái quy định của doanh nghiệp, quy định về đặt tên của cửa hàng, cửa hiệu để mà nói về vấn đề đặt tên người hay đặt tên cho vật nuôi. Cái điều đó là không phù hợp. Và cái thứ nhất mà nếu mà anh không biết cơ sở pháp lý, anh xem lại cái điều anh nêu của luật doanh nghiệp năm 2020 và văn bản nghị định hướng dẫn thi hành là không còn đề cập đến cái vấn đề này nữa. Cái nội dung anh nêu, cái quy định nắm rõ trong cái thông tư số 15 năm 2014 ngày 1 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Và cái thông tin này nó đã hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 8 năm 2016 rồi. Và đó là cái thứ nhất, không tìm ra quy định phù hợp thì cố gắng đầu tư đi, vội vàng làm chi. Bây giờ quy định phù hợp nó nằm trong luật chăn nuôi đó, bởi vì đây là thú nuôi, súc vật nuôi mà do đó phải xem trong luật chăn nuôi. Và đâu có phải là coi đâu trong luật người, luật doanh nghiệp. Điều 2 là luật chăn nuôi cũng không cấm đặt tên cho thú nuôi của mình cả. Nhưng mà có quy định là nếu có giống vật gì nuôi mới thì quy định nguyên tắc đặt tên giống vật nuôi mới. Và trong đó tinh thần ghi là như thế này là phải đảm bảo là đặt tên giống vật nuôi mới phải đảm bảo là không thuộc trường hợp sau đây là trùng hoặc nhầm lẫn với tên giống vật nuôi đã được công nhận và bỏ qua trường hợp này, không liên quan, chỉ bao gồm chữ số bỏ qua trường hợp này và vi phạm truyền thống văn hóa lịch sử, đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc, trùng với các tên của vị lãnh tụ hoặc là anh hùng dân tộc. Luật sư cho rằng như vậy những cái tin trên không hề vi phạm đạo đức và cũng không hề vi phạm tên của tổ chức nào cả. Và quý vị thân mến, những nội dung mà Thùy Linh vừa cập nhật trên đây cũng là những nội dung cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Và Thùy Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và quan tâm cùng với Hồng Biến TV. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất gửi cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Mến chào và hẹn gặp lại!